Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Mình là Minh Lâm thuộc cộng đồng Arsenal Group. Thì như các bạn đã biết ha, ChatGPT là một trong những cái AI mà gây sốt trong thị trường vừa qua và nó giúp ích cho rất là nhiều người trong công việc. Đó là lý do vì sao mà ChatGPT là một trong những cái sản phẩm gây ra được cái cơn sốt rất là lớn trên toàn cầu. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ứng dụng ChatGPT vào việc tìm các dự án affiliate. Thì đầu tiên các bạn đăng nhập vào ChatGPT giúp mình. Thì ở cái khung chat các bạn nhập cho mình một cái câu lệnh như thế này. Ví dụ như mình muốn tìm các sản phẩm affiliate về ngách hosting thì mình sẽ nhập câu lệnh như sau: top 10 dự án affiliate tốt nhất cho ngách hosting, liệt kê tên dự án giúp tôi. Sau khi các bạn gõ câu lệnh xong, các bạn bấm enter giúp mình. Việc còn lại là chúng ta ngồi chờ ChatGPT liệt kê cho chúng ta 10 cái dự án affiliate hosting tiềm năng này. Rồi, vậy là chỉ cần trong vài giây, ChatGPT đã có thể cung cấp cho chúng ta 10 cái dự án hosting có chính sách affiliate hấp dẫn nhất. Tương tự, các bạn có thể áp dụng cái cách này cho các cái ngách thị trường khác mà các bạn mong muốn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai để có thể tìm tiếp một cái dự án affiliate tiềm năng đối với ChatGPT. Rồi, ngày hôm bữa mình có một cái video nói về top 5 dự án VPN tốt nhất. Ngày hôm nay mình sẽ lấy một cái ví dụ về sản phẩm là Atlas VPN để thực hành cho các bạn ha. Bây giờ các bạn gọi cho mình câu lệnh như sau: hãy cung cấp cho tôi top 5 dự án VPN có chính sách affiliate tốt nhất tương tự dự án Atlas VPN. Thì các bạn chờ vài giây, ChatGPT sẽ cung cấp cho chúng ta top 5 dự án VPN có chính sách affiliate tốt nhất tương tự dự án Atlas VPN. Đây là ChatGPT đã cung cấp cho chúng ta thêm 5 dự án tương tự như Atlas VPN. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn hãy ứng dụng hai cái cách tìm kiếm dự án này với ChatGPT và chúc các bạn thành công. Đừng quên follow mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.